Câu hỏi này. Chưa bài tập. Nguyên hàm trước nha. Bài đầu tiên. Đấy là trong cái tờ mức 3 ấy, cái tờ để làm thầy phát đấy. Đây, ta sẽ nói luôn đến câu đầu tiên, câu số 1 thôi. Câu số 1 của cái phần mức 3 vậy nhé. Cho hàm số bích thỏa mãn này, có F2 thì bằng trừ 1 phần 25, F phẩy thì bằng này. Với mỗi thủ R giá trị của F1 thì bằng bao nhiêu? Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng phân tích cái bài toán này. Bây giờ nó cho F2 này, bắt tính F1. Thì mình nhìn qua thì trong tư duy của mình là khi cho F2 giá trị là F1 mình là hỏi. Thì bắt buộc mình phải tìm ra cái công thức của Fx. Đúng không? Cái F2 này chỉ là cái thông tin để tìm ra cái hàng số C thôi. Được chưa nào? Nếu muốn tìm f(x) thì phải dựa vào thông tin thứ hai này, f phẩy này. Nhưng mà nếu để nguyên cái này nhá, đang từ f phẩy mà em muốn đạo hàm, à, em muốn tích vợ nguyên hàm ra luôn để ra f ấy. Từ f phẩy nguyên hàm ra là f mà nguyên hàm luôn về trái, về phải nguyên hàm luôn thì nó không ra cái gì cả. Tại vì bên này nó vừa có x cũ ba, nó lại vừa có f(x) vậy còn bình phương cơ. Đó, nên là rõ ràng là cái hướng là từ cái thông tin này mà lại tìm luôn một phát ra f(x) thì không ổn một chút nào cả. Nhá. Đấy, bắt buộc người ta phải tìm cách xử lý. Cái câu này xử lý nó khác một chút này. Đấy. Thì vẫn như phân tích của thầy vừa nãy, nó là cái thông tin này chỉ để tìm C thôi. Cái này tìm C này, và cái này mới là cái để tìm ra F. Thế là thầy biến đổi lại cái thông tin này một chút. Có này. Đây là F phải x. 4x mũ 3 nhân với Fx tất cả bình. Thì bây giờ thầy sẽ làm một việc là thầy dồn hết f về một bên, f phải một bên, thầy sẽ chia cả hai vế cho fx tất cả bình này, chia này, thì bên này có phải nó bằng là 4x mũ 3 không, đúng không, bằng 4x mũ 3. Bây giờ thầy sẽ làm một thao tác là thầy sẽ nguyên hàm cả hai vế nha, thầy sẽ nguyên hàm cả hai vế, bên này là f phẩy x trên fx tất cả bình dx nha, bên này là nguyên hàm khoảng 4x mũ 3 dx nha. Thì tôi thấy ở cái vế bên trái, nhưng như thầy bảo bạn này, nó có cái sự lặp lại này. Đấy, sự lặp lại ở đây này. Nó có hàm hợp. Nó có hàm hợp là F. Đây, cái này nó không phải là X bình, mà nó là U bình đúng không? Đấy, thì chỗ này thầy sẽ ghi là thầy đặt, đổi biến. Thầy đặt. Điều đặt T bằng F nha. Đặt cho mỗi cái bên trái thôi. Thì có phải khi thầy vi phân nhá. DT sẽ ra là F phẩy X. DX. Được chưa nào? Vậy thì rõ ràng cái vế trái của em, cái vế trái nhá, nó chính là nguyên hàm của đấy, f phẩy x nhân dx này chính là dt trên t bình, mà nguyên hàm của cái này chính là gì, trừ 1 trên t không, cộng với c không, đúng chưa nào, đó. Tức là thầy sẽ thay ngược về cái hàm ban đầu, đó là trừ 1 trên t là f trừ 1 trên fx cộng với c đó, tức là bên trái tôi đã nguyên hàm xong nhá. Bây giờ nếu thay vào cái đẳng thức ở bên bên trên, ví dụ đây cái này gọi là sao nhá, thì thay cái thầy vừa làm ở nhá, thay vào sao thì ta được này, nào cái vế trái lúc này có phải là trừ 1 trên f không, bên hàng số c thì không viết vội, bên này thì viết sang bên kia đi. Đấy, c thực ra bạn chỉ có viết một trong hai bên thôi, được chưa, thì giờ thầy muốn viết sang bên kia, tại vì viết f thì lát nữa tính thì nó sẽ khó tính chỗ này. Đấy, thì bên này nó là nguyên hàm của 4x mũ 3
thì nó có phải ra là x mũ 4 không? Cộng C. Đó, hay là tôi rút lại cái này, trừ 1 trên F. X mũ 4 cộng C. Hay rút là 1 trên F ra, lấy đôi nhá. 1 trên F có phải là trừ x mũ 4. Vẫn cộng C đấy nhá. Cái hằng số này chúng ta sẽ ghi luôn luôn ghi là cộng, không không bao giờ ghi là trừ, được chưa? Thì trong bài này có một thông tin đó là F2. Đấy, đề bài lại cho thông tin đó là đây, viết xem bên này. F2 thì họ bảo là bằng trừ 1 phần 25. Đấy, mà F2 thì bằng trừ 1 phần 25. Nên thì thay vào đây, thì sẽ thay 2 vào đây nhá. 1 trên F2 sẽ bằng là trừ của x mũ 4 là 2 mũ 4 C. Trừ 1 trên F2 chính là gì? Trừ 25 à? Cái này là trừ 16 à? C từ đây rút C cho thầy. C sẽ ra là âm 9 đúng không? C là âm 9. Thì thầy thay ngược vào cái công thức kia. Thấy ra là 1 trên F sẽ bằng trừ x mũ 4 trừ 9. Hay nếu anh giúp S ra, em dịch đảo lại. 1 trên trừ x mũ 4 cộng trừ 9. À, đẩy dấu trừ lên trên nha. Trừ 1 trên x mũ 4 cộng 9. Thì từ đây em tính như thầy F ra thôi. Đấy, em cần tính là F1 đúng không? Mình thay 1 vào. 1 mũ 4 cộng 9. Vậy là trừ 1 phần 10. Được chưa? Trừ 1 phần 10. Vậy đáp án đây là D các bạn nha. Đây, D. Mình có thể giải quyết xong câu thứ nhất. Đấy, đây là cái câu đã từng thi năm 2008. Bạn chữa vào đi. Đó, bây giờ tương tự câu vừa rồi, các bạn áp dụng luôn ra cho thầy này. Áp dụng nhá. Là mình cứ xong mình làm mẫu rồi mình xử lý luôn. Là câu tương tự luôn này. Đây. Để đây, nó là cái câu 3 trong đề các bạn nha. À, các bạn xử lý luôn cho thầy này. Tự làm câu này gửi lên để thầy kiểm tra cho các bạn nha. Câu số 3. Câu chuyện Thái Bình ấy, 2020. Ok, câu này các bạn là đây, chữa nhanh nhá, nháp nháp nhanh này. Còn có F phẩy. Chia cái kia xong F phẩy trên F bình này. Bằng x mũ 3 không? Khi bạn lấy nguyên hàm 2 về. Nguyên hàm thì bên này sẽ là trừ 1 trên F. Nguyên hàm sẽ thành x mũ 4 trên 4. C. Sau đó bạn dùng cái thông tin là F2 thì bằng âm 4 phần 9. Thì bạn thấy ra được là C bằng 3 phần 4 đúng không? Đấy, từ đấy tính fx ra. Mà bạn thay luôn cũng được. Bạn rút fx ra bạn thay luôn cũng được. Đấy, thì bạn tính ra được F1 sẽ bằng trừ 1. Đáp án là C nhá. Ok. Câu tiếp theo này. Câu tiếp theo là câu số 4. F liên tục này, thỏa mãn này, cho F1 này, trừ 2 lần N2, và có một thông tin là x nhân x cộng 1, nhân với F phẩy x, xong rồi cộng Fx nữa, thì bằng x bình cộng x. Còn cho ai biết F2 thì bằng A cộng B là N3. Thực ra cái thông tin F2 này nó muốn là đưa cái tham số AB vào để mình không thể mình thử ngược lại được đúng không? Thì là mình sẽ đi mình tính. Mình sẽ giải quyết cái giả thiết đấy là x này nhân x cộng 1 nhân f phẩy x cộng f(x) bằng x bình cộng x. Dạ. Ở đây bạn quan sát này. Cái f phẩy và cái f(x) này khiến cho thầy liên hệ đến một cái này này. Thầy nghĩ liên hệ đến một cái đó là cái đạo hàm của u nhân v. U nhân v đạo hàm có phải là u phẩy v cộng với lại u nhân v phẩy.
Đấy, thì ở đây cái này nè, f phẩy với f này thì thầy nghĩ là có một là fx nhân một cái gì đấy, ví dụ f nhân một cái g, mà khi em đạo hàm nha thì có phải ra là f phẩy nhân g. Đấy, xong cộng với thì f nhân với g phẩy không, đây này bạn nhìn thế này, f phẩy đây nhá, f phẩy đây, fx đây, fx đây, thấy không nhỉ? Thế bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra cái hàm g ở đây nó là cái gì, g g phải ở đây là cái gì. Thì nếu ví dụ chẳng hạn là g là cái này nhá, g mà là x nhân cộng 1 thì khi đạo hàm cái này lại không phải là bên này nó đang là số 1 bạn này, bên này đang là số 1 thì nó không phải, nó không đúng đấy. Tức là chúng ta phải tìm cách biến đổi để làm sao nó có xuất hiện nhá, làm sao là nó xuất hiện được ra cái f với f phải đây nó vừa khớp, chẳng hạn là được bên này f phải thì bên này phải là g, còn bên này là f thì đây phải là g phải, được chưa? Biến đổi làm chút xem nào, x nhân x cộng 1 đấy, viết thành nhân tử đi cho nó dễ nhìn. Bên này là x nhân x cộng 1. Bây giờ như này bạn, chúng ta sẽ chia, làm này nhìn đây nó sẽ phải chia các bạn nha, chia hai vế cho x cộng 1 tất cả bình thì có thể thành cái gì nhá, x nhân x cộng 1 trên x cộng 1 tất cả bình nhân f phải, được chưa, cộng 1 trên x cộng 1 tất cả bình chia mà nhân fx. Nên giúp bọn đi hỏi ra là x trên x cộng 1 nhân f phẩy x cộng 1 trên x cộng 1 tất cả bình nhân f. Được chưa? Bây giờ tôi kiểm tra lại nhá. F này, à f phẩy này, f này. Ok này, bây giờ mình thử xem hai thằng này nó có liên quan không nhá. Cái này với cái này có liên quan không? Thì ra bạn thử đạo hàm nó ra thì biết ngay. X trên x cộng 1 và đạo hàm. Thì đây là bậc nhất trên bậc nhất nhá. Viền trừ đi sắc. Viền là 1, sắc là 0. Viền trừ sắc thêm mẫu bình. Ôi, vừa đúng cái này luôn. Vậy nếu đây là g. Đã, thì đây là g phẩy này. Đấy nhỉ. Đấy, g nhân f phẩy cộng với g phẩy nhân nhân f. Thì có phải thành là đạo hàm của tích không? Đó chính là x nhân x cộng 1. X trên x cộng 1 nhân với fx. Tất cả đạo hàm. Vậy nếu chúng ta nguyên hàm cả hai vế lên thì nó mất đạo hàm và dấu đạo hàm này đi. Đấy, nguyên hàm cả hai vế lên nhá. Đấy thì vế trái sẽ mất. Đấy, bên này sẽ là nguyên hàm của x trên x cộng 1. Đấy, cái này nguyên hàm cơ bản rồi. Mình tính cái này thì mình chia nó xuống. X trên x cộng 1 thì là cộng 1 xong trừ 1 nhá. Đây này. Đây là nguyên hàm của 1 trừ 1 trên x cộng 1. Đấy, kết quả sẽ ra là x này trừ log DPA trừ x cộng 1 C. Được chưa? Bây giờ dùng tất cả những thông tin này bạn đã cho mình nhá. Để mình thay nốt vào đây. Xác định những nốt những cái con số ở đây ra. F1 thì bằng trừ 2 lần N2. F1 thì bằng trừ 2 là N2. Thay vào thôi. Nào, thay vào nhá. Nào, thay 1 vào đây. Thì có phải là vế trái cái này là 1 phần 2 nhân F1 không? Đấy, bên này là 1 này. X cộng 1 mà. Trừ đi LN2 C. Đấy, mà nó cho F1 rồi. 1 phần 2 nhân với lại trừ 2 là N2. Chúng ta sẽ tìm tìm ra xem cái C này là bao nhiêu. Bên này có phải là trừ là N2 không? Vậy là C là bằng trừ 1 các bạn nhỉ? Đấy, suy ra C bằng trừ 1. Đấy, C bằng trừ 1. Thì lúc này mình lại tính ra. Mình thay với công thức ở bên trên. Mình sẽ suy ra.
nha, suy ra này. Như vậy là x trên x cộng 1 nhân với f sẽ bằng x trừ đi logan EPA chịu độ x cộng 1. C là trừ đi 1. Bây giờ nếu mình rút f ra, nếu mình rút f thì mình sẽ chia. Lấy cái bài bên kia chia cho x trên x cộng 1. Đề bài thì nó chỉ cần hỏi là F2 thôi. Thì mình thay thẳng 2 vào đây. Đấy, F2 nhá. Thì x thay x bằng 2 vào nhá. Là 2 phần 3 nhân F2 sẽ bằng 2 này trừ đi L là 3 trừ 1. Hai bên này chính là 1 trừ L là 3 không? Vậy nên bạn rút F2 ra. 1 trừ L là 3 chia cho 2 phần 3 tức là nhân 3 phần 2. Xem nào, đề bài đã bắt viết thành gì nhỉ? A cộng B nhân L là 3. Đấy, thì mình tách ra. Vậy là 3 phần 2 trừ đi 3 phần 2 nhân L là 3. Như vậy là A thì bằng 3 phần 2, còn B thì bằng 3 phần 2 đúng không? A bằng 3 phần 2, B thì bằng 3 phần 2. Mà đề bài nó hỏi là 2A bình cộng B bình. A bình cộng B bình thì đều bằng 9 phần 4 nhân 2 lên. 9 phần 2 nhân 2 là bằng 9. Để kết quả nó ra bằng 9 các bạn ạ. Đấy, nó số là bằng 9, nó ăn bờ này. Đấy, cách làm tương tự ở trên, nhưng mà tuy nhiên cái này cái hàm nó kết hợp với ở đây nó khác. Đây này, quan sát lại này. Đấy nha, đầu tiên ý tưởng ấy thầy bảo bạn này, là thầy có thấy f phẩy với f mà lại còn nhân với hai cái đối tượng nào đấy thì thầy nghi nó là gì, người ta có liên quan đến đạo hàm của một tích hai hàm số. Đạo hàm của f nhân g thì bằng f phẩy nhân g cộng với f nhân g phẩy. Đấy thì thầy phát hiện ra f phẩy với g đây rồi, f phẩy với f đây đây rồi, nhưng mà tôi lại đang thấy là nếu đây là mà là g thì bên này nó lại bằng một thì không phải là đạo hàm của nó không đúng, nên tôi nghĩ là phải chia. Thì bài này thầy quyết định thì chia cho cái này. Đấy, chia cho cái này. Cái này thì lúc này nó ra phân thức đây bạn này. Đấy, g là một cái phân phân thức bậc nhất trên bậc nhất thì khi đạo hàm nó ra là gì, 1 trên x cộng 1 tất cả bình, đúng cái bên này luôn. Đấy, nó là thành là g nhân f phẩy cộng với g phẩy nhân f thì đúng là đấy, f nhân g tất cả đạo hàm, được chưa? Xong nguyên hàm hai vế lên là mình ra tìm ra được f. Đấy, các bạn trình bày câu này vậy đi. Nào, lại là cái câu này nhỉ, cái câu này nó khác câu trên, được chưa? Câu trên thì chúng ta chỉ cần gì, chúng ta chỉ chia cho f bình, được chưa? Chia cho f bình như này, bạn chỉ cần chia cho f bình là nó xuất hiện hàm luôn. Là lúc này mình chỉ cần vi phân lên hoặc là mình lấy mình nguyên hàm lên thì mình sẽ phát hiện ra là nó là một trên trừ một trên f luôn đúng không? Đấy, nhưng bên này này bắt đầu nó kết hợp này. Đấy, nó dạng là gì, f nhân g. Đấy, đây nha, bạn hình dung nó qua sẽ có hai cái ví dụ trường hợp mà nó có f f phải, thì bạn nghĩ đến việc như này. Đấy, trường hợp nó có cả f với lại f phải nha, thì bạn có thể nghĩ hai g không này. Một là công thức kiểu như này, ví dụ f nhân g đấy, ví dụ f nhân g nhá mà đạo hàm đấy thì có phải là ra f phải nhân g không với f nhân g phải. Để quan trọng nhất là bạn xác định được cái g này là cái gì. Đấy, bạn thêm bớt làm sao để cái lượng nhân với nó vừa đúng là cái g với g phải. Đấy, thứ hai vẫn là có f phải với g phải, nó lại như thế này này. F trên g mà đạo hàm u trên v ấy, thì có phải là u phải nhân v không trừ đi v phải nhân u trên mẫu bình này này. Các bạn vẫn nhìn nha, bạn vẫn nhìn nó vẫn có f với g này, f phẩy này với f này, f phẩy với f vẫn vẫn có này. Đấy. Nhưng tuy nhiên là hai thằng này khác nhau cái gì, nó khác nhau cái dấu ở giữa này, thằng là dấu cộng. Đấy, nếu nhân thì là dấu cộng, còn chia thì là dấu trừ nhá, phải chú ý này. Đấy, cái này là cái mà bạn cần ghi vào thì nó sẽ là ý tưởng cho bạn để bạn thêm bớt thế nào cho hợp lý ấy. Đấy, ví dụ như này thì bạn phải bắt đầu phải xuất hiện cả f phẩy với g này, trong f với g phẩy nhưng mà phải còn trên một đối tượng nữa, như là cái g bình ấy. Đấy, mình chia cho g bình nữa thì khi đấy bạn sẽ được một cái gì, đạo hàm của một cái thương.
Nhưng cái trên này nãy mình chỉ có làm là học cái tích. Đấy, cái bài này là học cái tích này. Đây. Đấy, trong đó là g của thầy là cái x trên x cộng 1. Đấy, còn f thì là người ta cho mình rồi. Được chưa? Đấy, các bạn ghi thêm này vào nhá. Thì là câu tiếp theo. Câu này các bạn sẽ áp dụng cho thầy này. Áp dụng nha. Đó là câu số 6 ở trong đề của bạn. Câu số 6. Làm luôn nha. Câu này dạng tương tự với câu vừa thầy vừa chữa mẫu. À, thầy chữa có áp dụng này. Vẫn là sử dụng cái thông tin này bài cho. X nhân x cộng 1 nhân với f phải cộng x cộng 2 nhân x x nhân y cộng 1. Mình nghĩ gì dưới nãy là dấu cộng mà lại có f với f phải với g phải chưa, à, f phải với f chưa. Đấy, vậy thì cái lượng còn lại bây giờ mình phải thêm bớt thế nào để cho bên là g phải đúng không? Đấy, thêm bớt thế nào cho nó thành g với g phải. Thì có một cách là bây giờ bạn chẳng hạn bạn có thể chia hết nha. Đầu tiên trước hết nó chưa ra luôn đâu, nhưng mà bạn có thể chia hết cả hai vế cho x nhân x cộng 1 để rút lại có mỗi f phải thôi. Đấy, thì lát nữa mình sẽ tự thêm cái hàm g vào đây. Thì chia x nhân x cộng 1 thì thành x cộng 2 này trên x nhân x cộng 1. Bên này là hết bằng 1. Sau đó tiếp tục tôi nhân thêm hai vế vào. Bây giờ chẳng hạn là giấy mẫu ấy. Muốn là như thế thì kiểu công thức này thì mẫu nó phải có bình phương. Ví dụ là thầy sẽ chọn là cái mẫu số nó chứa x cộng 1. Thầy sẽ chia thêm hai vế cho x cộng 1 vào giấy mẫu nữa. Để cho mẫu nó thành x cộng 1 tất cả bình. Tuy nhiên là giấy mẫu ấy, nếu mà có x cộng 1 tất cả bình thì không thể nào có cái x này nữa. Nha, suy nghĩ nha, không thể nào có x này nữa. Vì nếu có x ấy, thì nó không thể nào là dạng phân thức mà đạo đạo hàm được. Vì bây giờ bị bạn nhìn nhá, đây là f này. Thì cái lượng bên này có phải là phải bắt buộc nó phải biến đổi thành g phải không? G phải nhân với f mà g phải thì mẫu thì của phân thức nó phải là u trên v thì phải là v bình chứ. Thì đã mỗi cái bình thôi phải là mất x này. Muốn làm mất thì bây giờ phải nhân thêm x vào nữa. Nha, nhân thêm x vào nữa và nhân thêm x lên trên tử và nhân thêm x cộng 1 xuống dưới mẫu. Vậy thì cứ tạm thời thằng này sẽ thành là x trên x cộng 1 trước đã. Nhân f phải x. Đấy, thì cái này sẽ thành là gì? X cộng 2. Đấy, bên này sẽ là x trên x cộng 1. Đấy, chẳng hạn đến đây rồi mình kiểm tra tiếp xem là ok chưa. Rồi bây giờ nếu cái này đạo đạo hàm, cái này đạo hàm ra nhá thì nó lại là bậc nhất cho mình nhất này, huyền chỉ lý sắc. Huyền chỉ lý sắc thì nó chỉ ra là một trên thôi thì cái này nó không ổn này. Cái này nó không đúng này. Vậy tôi nghĩ là à khả năng sinh tử thằng này còn nữa, nó không chỉ là x đâu. Nó còn thêm nữa. Nên tôi nhân thêm tất cả hai vế với x nữa. Đó là x mũ 2. Thì nhân tất cả với x nha. Thì thành là x nhân x cộng 2 này. Bình thế đi cộng. Nào bây giờ thì thử kiểm tra nhá. Thì thử kiểm tra hai đối tượng này xem có chuẩn với nhau không nhá. Đấy, tôi đang nghi một thằng là g, một thằng là g phải mà. Đấy, thằng này sẽ là g này. Thằng này sẽ là g phải này. Thầy sẽ đạo hàm với g ra. Đấy, x bình trên x cộng 1. Đạo hàm này. U trên v này, u phải nhân v trừ đi v nhân u. Tôi phải nhân nhân u nhá. Đấy, 2x bình trừ x bình là còn x bình không? Cộng 2x. Đúng luôn em ơi. Đúng là cái bên này đây này. X bình cộng 2x trên x cộng 1 tất cả bình. Được chưa? Đấy, bạn thấy là nó là g với g phải chưa? Dẫn đến là cái vế bên trái của bạn này thực chất nó chính là x bình trên x cộng 1 nhân với fx. Tất cả đạo hàm.
Bây giờ em vi phân cả hai vế thôi. Thực ra cái này đấy, vi phân cả hai vế. Vi phân thì vế trái sẽ thành là x bình nhân x cộng 1 nhìn em biết. Đấy, vế phải x bình trên x cộng 1 thì nó là bậc cao chứ bậc thấp mà. Đầu tiên em phải để em phải chia xuống đã. Em phải chia xuống đã. X bình trên x cộng 1. X bình trên x cộng 1 này. Thì còn x này. À, x bình cộng x này. Thì trừ đi có phải là dư là trừ x không? Đấy, này, trừ 1 này. Trừ x trừ 1. Thì trừ đi tiếp là còn thành 1. Vậy thương là x trừ 1. Được chưa? Và dư là 1. Đây này. Thì phải bản ra là x bình trên 2 trừ x cộng logan EP. C. Này, sau đó em dùng cái thông tin là F. F1 thì bằng như này. 2 lần là 2 cộng với 1. Suy ra C ở đây là bằng 1 à? Anh x bình. Thì người ta muốn tính F2 thì mình thay 2 vào thôi. Thay 2 vào. Là 4 phần 3. F2. 4 chia 2 là 2 này. Trừ 2. Cộng với lần là 3. Cộng 1. Nên hết hết rồi này. Thì có phải mình sẽ chia cho hai vế cho 4 phần, 3 không? Rút F2 ra. Hay là 3 phần 4 đấy. Hay là 3 phần 4. 3 phần 4 lần là 3. Đấy thì vậy chúng ta ra là A bằng B cũng bằng 3 phần 4 hết. Suy ra là A bình trừ đi B. Cái T người ta hỏi á. Đấy, A bình trừ đi B. Thì là 9 phần 16 trừ đi 3 phần 4. 9 phần 16 trừ đi 3 phần 4. 9 trừ 12 là âm 3 phần 16. Kết quả đây. Như vậy đáp án này là đáp án A. Trừ 3 phần 16 là đúng. Đấy thì cái câu này thực ra thêm bớt đấy. Các bạn cứ nhớ trong tư duy trong đầu của mình là thế này, cái dấu hiệu đầu tiên là tôi thấy là có F phải có G, có F này. Đấy, thì nó sẽ là một là đạo hàm của cái tích U nhân V, của F nhân G ấy, hoặc là thương. Thì đây thấy là có dấu cộng ở giữa. Dấu cộng thì là U phải V cũng V phải U, nó phải là tích đúng không? Đó. Tuy nhiên là bây giờ mình đến đây mình tìm cách mình thêm bớt. Đầu tiên có thể chia hết đi để cho cái chỗ này nó hết sạch, nó chỉ còn số 1 thôi. Sau đó mình cứ thêm dần đấy. Thì mình có thể thêm thêm dần vào. Đấy, đến đây đến đoạn này nhá, thấy thêm nhưng mà thấy thấy là bên này nó chưa đúng. Đấy, cái này đạo hàm ra nó chưa phải là cái bên này. Nên là thầy lại thêm tiếp vào. Thường là những cái đối tượng mình thêm ấy, nó chính là những cái thằng đang có sẵn ở trong đây rồi. Nó không phải cái bên ngoài vậy nhá. Nó sẽ sẵn những cái nhân tử ở đây này. Ví dụ x, x cộng 1, x cộng 2 cũng như này thôi. Được chưa? Thì tôi kiểm tra sau khi tôi đạo hàm thử cái g này ra thì đúng ra g phải bên này. Đây tôi đã thử. Nên là gì đấy, g nhân f phải cộng cái g phải nhân f thì nó sẽ là cái đạo hàm của g nhân f. À, và nếu nguyên hàm lên là nó hết dấu đạo hàm thôi, nó ra được fx. Là thêm một câu nữa, một ý nữa trong đề, đó là câu số 9, là câu của chính Lê Hồng Phong Nam Định này. Thì chúng ta lại phải biến đổi cái đẳng thức này. 2x nhân f phải x cộng f(x) bằng 3x bình nhân căn x. Được chưa? À, dấu hiệu chúng ta lại quan sát này. Có f phải có f này. Ở giữa này. Dấu cộng không? Dấu cộng ở trong đầu tôi lại tư duy ra là f nhân g đạo hàm nhá. Đấy, f phải nhân g. F nhân g phải chưa? Đó, ok. Thì bây giờ mình để ý cái lượng ở đây. Bên này là 2x, bên này là 1. Chắc chắn không đúng rồi. Sau bên này nó có 3x bình với căn x nữa.
Đấy, bây giờ chẳng hạn mình cứ chia hết đi. Mình cứ chia hết đi xem nó ra làm sao. Nếu mà chia hết đi. Chia hết đi. Thì ra là F phải X. Cộng với. Một trên 2X. Chia cho F. Chia cho 2X mà. Nhân f(x) sẽ bằng chia 2x sẽ còn là 3 phần 2x nhân căn x. Đấy thì đến đây nhìn này, hai cái này vẫn chưa có gì cả, bên này còn một chưa có gì nhá. Coi như hàm g đây là trống trơn. Thì bây giờ làm sao phải thêm cái gì vào đây để cho hai bên này nó thành là g với g phẩy. Bên này sẽ phải là g, bên này là g phẩy này. Thì tôi phát hiện ra là nếu bây giờ tôi nhân thêm hai vế với một cái lượng là căn x. Nếu tôi nhân thêm với căn x nhá thì là căn x nhân với f phẩy x. Với này về nhân thêm căn x thì nó sẽ mất một cái lượng căn x ở mẫu và 1 trên 2 căn x. Bên này mất căn x không? Còn là 3 phần 2x thôi. Bạn để ý nhá. Bây giờ rõ ràng chúng ta quan sát này. Căn x và 1 trên 2 căn x. Thì đúng nó đạo hàm bên này. Đây là g không? Đây đúng là g phải không? Đạo hàm của căn x chính là 1 trên 2 căn x mà. Chuẩn đét luôn. Như vậy đây sẽ ra là căn x nhân với fx tất cả đạo hàm bằng 3 phần 2. Nếu tôi nghiền hàm hai vế lên. Được chưa? X thì thành x bình trên 2 không? X đây là x gì nhỉ? Từ từ hình như ghi nhầm. Chia cho lúc đầu này chia 2x à? Nó còn 3 phần 2x này. Mình chép lại cho chắc nha. Chia giờ nhầm. Nên là nhân thêm cơ mà. Nhân thêm căn x cơ mà. Thì bây giờ đây là căn x nhân căn x phải là x bình. Sót này này, chỗ này này. Vì vì đây mình nhân mà, mình nhân thêm hai vế với lại căn x cơ mà. Nhân thêm vào đây mà. Thì bên này nhân thêm một lượng căn x vào đây thành x bình, đúng rồi. Sót 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 sót. Vậy là x bình đạo hàm. Nguyên hàm lên là x mũ 3 chia 3. Thì còn là 3 v trên 3 là hết thì còn x mũ 3 trên 2. Cộng C. Sau đó dùng tiếp thông tin là F1 bằng 1 phần 2. Thay số vào. Vậy là 1 nhân F1 1 phần 2 cộng C. Vậy thì C bằng 0 à? C bằng 0. Vậy thì rút ra là căn x nhân với Fx bằng x mũ 3 trên 2. Đấy, hoặc có thể thay luôn F4 vào đây. Thay x bằng 4 vào đây nhá. Thì ra là căn 4 là 2 này. Nhân F4 4 mũ 3 là 64 trên 2 là bằng 32 à. Rút F4 là 16 các bạn. Kết quả đang ra 16. Câu này chọn D các bạn. Đấy, ý tưởng vẫn giống như trên, như cái hàm g ở đây nhá, bạn chú ý này. Cái hàm g ở đây bây giờ nó khác. Đấy, hàm g lúc này có thể có mỗi là cái căn x thôi. Đấy, cái mẹo đầu tiên em có thể dồn hết sang bên một bên. Em chia hết cái chỗ trước f phải đi. Sau bắt đầu mình thêm bớt dần ở cái chỗ g phải này. Đấy mình làm sao mình để ý nó có cái sự tương quan ở đây. Và bên này này, những cái đối tượng bên này thường là những đối tượng mình sẽ lấy để mình chia này. Nhân chia thêm này. Đấy, x với căn x này. Đấy. Thì thầy phát hiện ra là 1 trên 2 lần thì là 1 trên 2 căn x chính là đạo hàm của căn x. Đấy, vậy căn x là g thì 1 trên 2 căn x là g phải. Các bạn ơi, hôm nay thì kết thúc ở ví dụ này nhá. Các bạn về các bạn xem tiếp cho thầy các cái câu trong các cái phần về hàm ẩn này này. Ở trong cái phần nguyên hàm phần 3 ấy nhá, cũng như xem ở những cái phần trước ấy có những câu hỏi nào thắc mắc, kể cả bài tập trên lớp vậy, hỏi có vấn đề gì mình hỏi trước đi để những buổi sau thầy giải đáp cho các bạn nhá. Phải phải hỏi thì thầy biết các bạn như nào chứ.
về xem hết lại các bạn nhá, để hôm sau chúng ta bắt đầu chúng ta hỏi nhá, lớp nghỉ rồi.